Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em lên đây tâm sự và chia sẻ với mọi người một vấn đề hết sức là tế nhị, đó là vấn đề vòng 1. Bởi vì vòng 1 của em khá là nhỏ, cho nên em rất là tự ti. Em đã tìm hiểu về những sản phẩm tăng vòng 1 rất là nhiều. Trước đây em cũng đã dùng thoa kem, nhưng bởi vì cơ thể của em khá là nhạy cảm và rất là dễ bị kích ứng, dị ứng, cho nên em rất là sợ. Và em cũng đã nghĩ về vấn đề nâng ngực, nhưng em sợ những rủi ro của nó, tác dụng phụ của nó. Vậy nên khi GFP cho ra dòng sản phẩm đó là Ngọc Nhũ Lương. Bởi vì GFP là một công ty rất là có thương hiệu trên thị trường, em rất tin tưởng và sử dụng những sản phẩm của công ty. Em đã đặt hàng, may mắn thay lại là một khách hàng thân thiết nên em đã được sử dụng em Ngọc Nhũ Lương sớm hơn mọi người. Hôm nay em làm clip này lên chia sẻ với các chị em khi sử dụng 3 đến 4 tuần. Em sẽ làm một clip review về kết quả và những tác dụng của Ngọc Nhũ Lương mang lại cho mọi người. Hiện tại em sẽ đo vòng ngực của mình cho mọi người cùng xem. Ngực của em hiện tại là 80. Thì sau 3 đến 4 tuần mọi người cùng xem kết quả của Ngọc Nhũ Lương mang lại nhé. Xin chào mọi người. Vậy là hôm nay đã tròn 3 tuần kể từ khi em sử dụng sản phẩm Ngọc Nhũ Lương đến từ công ty GFP. Thì như mọi người thấy, clip trước em đã nói và chia sẻ với mọi người, em sẽ trải nghiệm sản phẩm trong vòng 2 tuần đến 1 tháng và em sẽ làm một clip review chi tiết cho mọi người về sản phẩm, những công dụng của nó có hiệu quả như lời công ty nói hay không. Thì thật bất ngờ, trong vòng 3 tuần sử dụng sản phẩm, em thấy vòng ngực của mình tăng lên đáng kể. Thì thấy sự thay đổi của một tuần đầu tiên sử dụng sản phẩm, đó là em thấy bờ ngực của mình nó hơi căng nhẹ và tức nhẹ một xíu, như kiểu như các chị em đang dậy thì ấy, thì cảm giác ngực của mình nó hơi căng nhẹ và tức nhẹ. Như chính vì như thế thì mới thấy được sự thay đổi của Ngọc Nhũ Lương mang lại. Và một lưu ý nhỏ cho các chị em khi sử dụng sản phẩm, đó là mình nên massage trong vòng 30 phút đến 45 phút để cho bờ ngực của mình được thư giãn. Thì sau 3 tuần sử dụng, mình cảm thấy da mặt mình hồng hào hơn, trắng hơn, lỗ chân lông thu nhỏ và đặc biệt là giúp điều hòa nội tiết, điều hòa chu kỳ kinh nguyệt. Hiện tại chu kỳ kinh nguyệt của mình cũng khá là đều rồi, nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm để cho số đo 3 vòng giống như mình mong muốn. Mình sẽ đo vòng ngực hiện tại của mình cho mọi người cùng xem. Wow, tin được không khi 77 đa lên 87 rồi này. Thì như các bạn thấy, và mình sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm để được đạt đến số đo 92, 93 như mình mong muốn. Quên, mình sẽ phải uống thuốc cho đúng giờ. Vậy đây mọi người có thể thấy, nhân chứng sống chính là mình. Khi sử dụng sản phẩm trong vòng 1 tháng, đã từ số đo 77 lên đến 87. Tin được không nào? Nhưng với những bạn nữ ngực nhỏ, ngực hẹp, bây giờ không cần phải lo lắng về sự phẫu thuật thẩm mỹ hay là sợ hãi về nâng ngực những sản phẩm thoa kem ngoài da, thì hãy chọn Ngọc Nhũ Lương nhé, nó sẽ không khiến bạn thất vọng đâu.